Kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con ngư dân, sự hiện diện của vùng thấp phía Tây đã duy trì những luồng gió nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ trong suốt những ngày vừa qua. Ngày hôm nay thì gió duy trì tốc độ cấp 4, cấp 5, có lúc đạt cấp 6, cấp 7. Với tốc độ gió như vậy nên đã tạo ra những con sóng cao xấp xỉ trên dưới 2 mét gây ra biển động. Trong đêm nay thì gió trên Vịnh Bắc Bộ còn mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, nhưng mà sang đến ngày mai thì sẽ giảm xuống là cấp 4, cấp 5. Do vậy mà khi hoạt động trên vùng biển này thì bà con ngư dân vẫn cần hết sức lưu ý, trường gió giật mạnh có thể sẽ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Ngoài ra thì ở các vùng biển phía Nam, một dải mây gây thời tiết xấu đã hình thành và đã tạo ra những cơn mưa rào và dông cho khu vực phía Nam của Biển Đông, cũng như là vùng biển ngoài khơi khu vực Nam Bộ từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa rào và dông được dự báo sẽ còn tiếp tục xảy ra trên các vùng biển này, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn xa. Ngoài ra thì trong cơn dông vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Do đó, mặc dù sóng gió không mạnh nhưng mà khi hoạt động trên các vùng biển này, tàu thuyền vẫn cần phải hết sức lưu ý để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Trên các vùng biển còn lại của Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh khu vực Trung Bộ và Nam Bộ thì gió Tây Nam đến Nam hoạt động với cường độ trung bình trong khoảng là cấp 4. Thời tiết thì cũng chỉ có mưa vài nơi nên khá thuận lợi cho hoạt động hàng hải cũng như là việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta sẽ đến với vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Tại đây thì trời chỉ còn mưa vài nơi nên tầm nhìn xa khá là thông thoáng. Tuy nhiên trong đêm nay thì đới gió Nam có lúc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động. Sang ngày mai thì gió có xuống yếu hơn, dao động ở mức là cấp 4, cấp 5. Còn tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay, đới gió Nam còn hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ngày mai, gió Nam hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5. Do vậy, các tàu thuyền, đặc biệt là các tàu thuyền loại nhỏ, khi hoạt động trên khu vực biển này thì cần hết sức lưu ý đến trường hợp gió giật mạnh vào ban đêm để có biện pháp phòng tránh hiệu quả. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, đới gió Nam tại đây hoạt động với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, trời phổ biến ít đến quang mây, không mưa, ban ngày trời nắng. Còn tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý thì gió Tây Nam đến Nam tại đây với cường độ dao động trong khoảng cấp 4, trời phổ biến ít đến quang mây, không mưa, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, sóng biển tại đây dao động ở mức là dưới 1,5m. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, tại đây thì có gió Tây Nam đến Nam với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4. Mưa rào và dông thì vẫn còn xảy ra trên khu vực biển này, khiến cho một vài nơi tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra thì trong cơn dông, hiện tượng gió giật mạnh vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Các tàu thuyền khi di chuyển trên vùng biển này thì cũng cần lưu ý đến hiện tượng thời tiết xấu này để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tại đây gió Tây Nam tương đối yếu với cường độ chỉ khoảng cấp 3. Mưa rào và dông vẫn còn xảy ra khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Bà con ngư dân khi mà hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý đến hiện tượng thời tiết xấu này. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan cũng chịu tác động của đới gió Tây Nam yếu với cường độ cũng chỉ trong khoảng là cấp 3. Hiện tượng mưa rào và dông còn xảy ra ở một vài nơi. Nhìn chung thì thời tiết vẫn tương đối thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi khai thác thủy hải sản. Chuyển sang phần dự báo cho khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Tại đây, gió Nam đến Tây Nam với cường độ phổ biến khoảng cấp 4. Riêng phần phía Tây của khu vực thì đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Trời phổ biến ít đến quang mây, không mưa, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động lưu thông trên biển. Còn tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây gió có hướng Nam với cường độ chỉ trong khoảng là cấp 4, trời phổ biến ít đến quang mây, không mưa, ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, các tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trên khu vực biển này. Cuối cùng là phần dự báo cho khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Chịu tác động chính của đới gió Tây Nam đến Nam với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4, mưa rào và dông thì vẫn còn xảy ra, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Do đó mà các tàu thuyền cần lưu ý đến hiện tượng xấu trên khu vực khi mà phải di chuyển trên khu vực biển này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.